Châu Duy Danh xin cầu chúc đến tất cả các bạn một ngày mới an lành bên người thân của chúng ta. Nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine, trong 24 giờ mà lực lượng quân đội Ukraine đã đạt được nhiều thành công ở phần đất của Nga, đặc biệt nhất là ở trong đất nước của Nga, lãnh thổ của Nga. Ngày hôm nay, theo lời tham mưu trưởng Ukraine, ông Siki, ông Trạch cho biết là lực lượng quân đội của Ukraine đã tập kích bằng máy bay không người lái vào khu vực sâu ở bên trong của lãnh thổ đất nước Nga, đó là ở vùng Voronezh. Kính thưa bạn, thì Ukraine đã phá hủy hai kho đạn lớn nhất chưa từng có. Hai kho đạn này là cung cấp cho chiến trường từ miền Bắc lẫn cả miền Đông Ukraine. Theo tin tức từ người dân ở khu vực này, là người Nga đã lên tiếng cho biết, nói chúng tôi nghe hai tiếng máy bay hù 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 sau khi đó, tiếng nổ như vậy là rúng động và phải nói một tiếng nổ, nghĩa là vang khắp nơi làm chấn động cả một khu vực và một cách đáng sợ chưa từng có, không có lực lượng phòng không của Nga ngăn chặn. Và hai vụ nổ này là hai kho đạn lớn nhất cung cấp từ chiến trường miền Đông lẫn cả miền Bắc của Ukraine, theo lời của tham mưu trưởng Ukraine, ông Siki, ông đã cho biết. Thì cũng vào ngày hôm qua, lực lượng quân đội Ukraine đã tập kích vào ở đảo Khima, một trong khu vực quân sự của Nga, đặt hệ thống radar. Hệ thống radar tối tân vệ tinh đã bắt chỉ huy cho hệ thống phòng không S-500 của Nga đã bị lực lượng quân đội Ukraine săn bằng và xem như là hoàn toàn hư hại, không còn sử dụng được nữa. Theo những gì từ tình báo Ukraine đã thông báo cho biết, thì nói đến việc mà lực lượng quân đội Ukraine hiện nay đang tập kích phá hủy mục tiêu chính là từ tên lửa S-500, S-400, S-300 của Nga cũng như luôn cả hệ thống Fancy. Và bên cạnh đó là mục tiêu tấn công vào kho đạn, dầu hỏa cũng như hạ tầng cơ sở của Nga một cách tê liệt chưa từng có. Tình hình hiện tại nước cuộc chiến ở Ukraine từ miền Bắc, Kharkov và lẫn cả miền Đông của Ukraine, chẳng hạn như Volida và luôn cả Volchan và những khu vực khác, thì Nga hầu như đang tê liệt về tình hình chiến sự, dù rằng hiện tại Nga vẫn còn tập kích tấn công bằng bom và tấn công nhiều mục tiêu, nhưng dấu hiệu cho thấy là trong những ngày sắp tới Nga sẽ ngừng tấn công. Lý do hai kho đạn đã bị phá hủy. Vì vậy, những kho đạn ở tại chiến trường này Nga dự trữ không được bao lâu, thời gian nhiều lắm là một tuần lễ trở lại, không hơn. Và nếu như Nga không vận chuyển được vũ khí cũng như không tìm được cơ sở để cất giấu vũ khí, thì cuộc chiến ở miền Đông lẫn cả miền Bắc của Ukraine thì Nga bị tê liệt. Tình hình hiện nay nói về lực lượng quân đội của Nga thường xuyên tấn công vào ở miền Bắc của tỉnh Kharkov. Lý do nào Nga không đạt được thành công mục tiêu mà quân đội của Nga phải chùng bước trước tình cảnh đó? Theo tin tức từ tham mưu trưởng của tỉnh Kharkov, ông đã cho biết, nói những ngày qua chúng tôi đã bắt được nhiều binh sĩ của Nga đã tự động xin đầu hàng, và đặc biệt nhất đó là ở khu vực của quận Volchan, giáp biên giới giữa Nga và Ukraine. Thì những lời khai của họ, hỏi lý do sao anh lại đi đầu hàng, và trong khi anh còn đang tác chiến ở chiến trường, lý do gì? Những người lính Nga đã cho biết, nói chúng tôi không muốn chiến đấu. Chúng tôi không muốn chiến đấu giữa Bengut và Kharkov. Nếu như chúng tôi chiến đấu ở nơi đây, lực lượng của chúng tôi là lực lượng địa phương của Bengut. Và chúng tôi chiến đấu thì tỉnh Bengut của chúng tôi sẽ xem như bình địa, giống như là ở các thành phố khác của Ukraine. Vì vậy mục tiêu của chúng tôi là không muốn chiến đấu. Tinh thần của chúng tôi không có trách nhiệm để chiến đấu ở tỉnh Kharkov này. Họ đầu hàng. Tình thế cho thấy là quân của Nga mất đi tinh thần chiến đấu, đặc biệt nhất là ở vùng Kharkov. Thứ hai, vì lực lượng quân đội của Ukraine hiện đang giăng thiên la địa võng. Họ cũng cho biết thêm, nếu như chúng tôi tấn công vào Kharkov, thì chúng tôi chỉ không có đường sống, mà chúng tôi chỉ có đường chết. Lý do là tất cả các lực lượng hùng hậu của quân đội Ukraine đang dày đặc và chuẩn bị trực hờ, đặc biệt nhất là dưới hệ thống hỏa tiễn HIMARS,
mà chúng tôi không thể tránh được. Tốt nhất bỏ chạy trước là tốt hơn. Theo những gì mà những người lính của Nga đã đầu hàng, đã tuyên bố, thì tình hình hiện nay, theo lời tham mưu trưởng của tỉnh Kharkov, ông đã cho biết là tình hình hiện tại Nga đang dồn quân và thành lập quân đoàn tổng hợp với nhiều đơn vị mà Nga rút quân từ ở Zaporizhzhia, Kherson, Melitopol và lẫn cả Mariupol. Họ đưa về đây trở thành một đơn vị tổng hợp, có thể nói là một quân đoàn hùng hậu với tất cả các khí tài quân sự. Bao giờ họ tấn công vào Kharkov thì chúng tôi không xác định, nhưng tình hình hiện tại chúng tôi đang trực hờ và sẵn sàng cho một cuộc chiến đó nổ ra giữa Nga và Ukraine. Tình hình hiện nay nói về cả miền Đông cũng như miền Bắc của Kharkov thì lực lượng của Nga bất phân thắng bại cùng với lực lượng quân đội Ukraine. Dù rằng những ngày trước kia Nga đã chiếm lấy nhiều mục tiêu, những khu dân cư và những làng mạc của Ukraine, thì con số đó không phải là con số lớn, mà con số đó cũng như không phải là mục tiêu của Nga để chiếm lấy, vì bắt buộc phải chiếm để mở đường dọn tiến lên ở những khu vực khác. Nhưng nơi đây không phải là trọng tâm, Nga cũng có thể rút quân bất cứ giờ phút nào ở những khu vực này, vì những khu vực này đồng đất trống và luôn cả đó là những khu rừng mà lực lượng quân đội Ukraine trước kia đã ở nơi đó và những đơn vị mỏng phòng thủ. Nhưng tình thế Nga tấn công áp đảo, lực lượng quân đội Ukraine phải lùi bước và nhường chỗ lại cho Nga, thì bây giờ Nga cũng có thể rời khỏi bất cứ giờ phút nào, theo tin tức từ miền đông Ukraine đã cho biết. Đặc biệt nhất là tình hình chiến trường ở tại Chasuvia cũng như luôn cả ở Buleda. Hai mục tiêu đang căng thẳng này hiện nay mà dấu hiệu ngày hôm nay xem như Nga có quyết tâm ăn thua đủ lợi với Ukraine, nhưng ngược lại là họ đang bị cản trở. Đặc biệt nhất là với chi viện hùng hậu ở trên không, họ không có dưới đầu máy bay không người lái, không có nhiều giống như Ukraine. Thứ hai, họ không có ở nhà ngầm máy bay yểm trợ, chỉ có những quả bom từ máy bay Mi-31 hoặc Su-34 là từ ở trong bên ruột bắn thẳng vào ở nơi đây, nhưng mục tiêu lại không chính xác cũng như không thành công. Vì vậy, trận chiến ở tại Surida và những khu vực khác, lực lượng quân đội Ukraine vẫn còn kiểm soát, cũng như tiếng phòng thủ lại càng kiên cố nhiều hơn nữa. Theo lời của tham mưu trưởng Ukraine, ông Shiki, ông cho biết, nó trong những ngày qua, Nga đã thiệt hại con số rất là nặng nề. Trước tình cảnh mà Nga đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan sau khi lực lượng quân đội Ukraine tập kích và phá hủy vào ở đảo Crimea, Nga thiệt hại con số rất nặng nề ở nơi đây và nhiều chi tiết khác. Tình hình chiến sự ở miền đông lẫn cả miền bắc của Ukraine đang diễn ra hàng ngày. Tình thế hiện tại Nga đang rằng là quyết tử với Ukraine, nhưng vẫn là tiến thối lưỡng nan. Theo lời tham mưu trưởng Ukraine ông Shiki, ông cho biết ở tình cảnh của Nga ngày hôm nay, riêng về tình hình ở miền nam, hầu như tạm lắng dịu giữa lực lượng quân đội Ukraine và luôn cả quân đội Nga. Giữa hai bên thỉnh thoảng có đấu pháo, cũng như lực lượng quân đội Ukraine tiếp tục cho truy kích những chiếc máy bay không người lái cảm tử vào ở tỉnh Kherson, Zaporizhzhia, những nơi căn cứ quân sự của Nga. Bây giờ thì Nga rất là khôn, căn cứ quân sự của họ đang trốn vào ở trong nhà dân. Không giống như trước kia từ những bộ chỉ huy, thì nhìn qua hình ảnh mà máy bay không người lái của Ukraine đã quay ở trên không qua những đoạn video mà Ukraine đã cung cấp, nhìn thấy cấp chỉ huy của họ lái xe và vào ở trong nhà dân. Nhà của dân hầu như dày đặc ở khu vực ở Kherson, ở trong thành phố, họ ở nơi đó lẫn lộn cùng với nhau, thì quân đội Ukraine không thể tập kích vào ở những khu vực này mà chờ đợi sơ hở của Nga. Bắt buộc là Nga phải trả một cái giá rất đắt ở Kherson trong những ngày sắp tới. Điều đặc biệt hơn là với tình báo của Ukraine. Cục tình báo Ukraine nhấn mạnh điều là tình hình hiện nay nở đến cây cầu đảo Crimea, mà mục tiêu của Ukraine là chúng tôi sẽ phá hủy cây cầu đảo Crimea đó, cũng như gửi một thông điệp đến cho quân đội của Nga. Hãy cố gắng gìn giữ cây cầu đảo Crimea. Và mục tiêu đó, chúng tôi cũng có thể sử dụng tất cả các vũ khí mà phương Tây đã ủng hộ cho chúng tôi,
từ Hoa Kỳ lẫn cả NATO và loại vũ khí tổng hợp, chúng tôi sẽ phá hủy hoàn toàn những hình ảnh và những vũ khí từ tình báo Ukraine đã trưng bày. Đặc biệt nhất là nói tình hình hiện nay mà Ukraine đang sản xuất một trong loại máy bay không người lái và tương lai sắp tới, nói có thể bước đầu là tháng 7 tới đây, thì trong tháng 7 họ có thể là sản xuất đến 150.000 chiếc máy bay không người lái với độ chính xác và cũng có thể là vượt khỏi radar mà Nga không thể bắt được với giá rẻ mạt mà Ukraine hiện đang sản xuất ngày hôm nay đưa ra thí nghiệm ở chiến trường. Bên cạnh đó, lực lượng quân đội Ukraine hiện đang sản xuất một trong những loại robot. Những loại robot ở tiền tuyến, đặc biệt nhất là với những chiến hào phòng thủ mà mới vừa xây dựng ngày hôm nay, robot chịu trách nhiệm các ổ pháo và chịu trách nhiệm các tuyến phòng thủ với một người sử dụng có thể từ 1 tới 2 robot. Và mỗi một robot trang bị ở trên là trung liên hoặc đại liên với 2.000 viên đạn và cộng thêm như vậy là 2 hoặc 4 quả tiễn chống tăng. Tình hình hiện tại theo tin tức từ quân đội của Ukraine, Bộ Quốc phòng đã công bố với những hình ảnh những chiếc robot này là mục tiêu của chúng tôi sẽ lật ngược thế cờ bất cứ trên mọi phương diện. Vì robot, một là bánh đặc, hai sắt thép tối tân, những loại sắt thép mà quân đội của Ukraine đã nhặt từ của Nga, chẳng hạn như những tấm thép lá trắng, những tấm thép để bao những chiếc xe tránh đi trường hợp là va chạm để nổ, hư hại xe, thì quân đội của Ukraine thiết kế những loại tấm thép này trở thành là một thân hình của robot. Vì vậy, với những đạn nhọn hay là hoặc quả tiễn chống tăng của Nga không thể phá hủy được con robot đó, theo những gì từ Ukraine đã thí nghiệm cũng như đã tuyên bố hôm nay. Thì tình hình hiện nay, như các bạn đã thấy, nói về lực lượng quân đội Ukraine đang ở trong cái thế là chuẩn bị đợt phản công sắp tới. Có phải là lực lượng quân đội Ukraine đang phô trương sức mạnh và hù dọa Nga hay không? Vấn đề này không biết, nhưng tình thế cho thấy là Nga hiện nay đang tiến thoái lưỡng nan. Điều đặc biệt hơn là với quan chức của Nga hiện tại đang kêu gọi vấn đề đàm phán. Ở nhiều tình tiết khác, Nga cũng tố cáo với lực lượng quân đội Ukraine vừa qua đã tập kích vào đảo Crimea, làm cho 4 người dân của Nga đã tử vong và 120 người bị thương với quả tiễn ATAC-MS của Hoa Kỳ. Thì sự tố cáo này ngay bây giờ nói đến hình ảnh vệ tinh mà Ukraine luôn cả Hoa Kỳ đã tung tin và tố ngược lại Nga. Nó là chính Nga đã bắn những trái quả tiễn lao thẳng vào ở bộ chỉ huy của Nga ở phía sau, tức là ở tại phi trường Sevastopol, và bị phá hủy ở bên ngoài những trái đạn chùm đã rơi xuống biển. Hình ảnh chúng ta đang nhìn thấy, còn sự vụ mà Nga nói là bị thương thì đây có thể là một trong tin giả mà lực lượng quân đội Ukraine đã tung tin qua hình ảnh từ vệ tinh từ đầu đến cuối với quả tiễn ATAC-MS đã nổ tung ở ngoài khơi biển, không phải là nổ ngay mục tiêu dân dân. Nhiều chi tiết hôm nay hai bên đang tranh cãi, tranh luận với nhau ác liệt giữa Nga và Ukraine, thì nói chuyện đó cũng bằng không. Nga thì lúc nào cũng tố cáo cho là họ là phần đúng, họ tấn công đúng, họ tấn công không sai. Nhưng bằng chứng cụ thể hiện tại ngày hôm nay, Nga đã tấn công vào và dân thường của Ukraine, chẳng hạn như ngày hôm qua mà vô danh có thưa cùng với tất cả các bạn, là lên tới là mười mấy người đã tử vong, 30-40 người đã bị thương với những em bé từ 9 tuổi cho tới 13 tuổi. Nhưng họ không nhìn nhận điều đó. Nói không, vũ khí của chúng tôi tấn công chính xác, trúng mục tiêu. Tại sao Nga tấn công vào quân đội của Ukraine thì họ không tấn công? Nhưng mà ngược lại, họ tấn công vào dân thường mà họ cho rằng là mục tiêu chính xác, nơi cơ sở hạ tầng, vũ khí của Ukraine, cũng như bộ chỉ huy của Ukraine, dân dân. Tất cả mọi thứ Nga đều tung tin là thất thiệt. Để làm gì? Để cho người dân Nga, ý là kích động lần hơn thu để gia nhập nghĩa là quân đội để đi chiến đấu, dân dân. Nhiều tin tiết mà các báo chí chia sẻ về tình hình ở tại Nga trong 24 giờ qua. Và tình hình hiện nay thì nói về lực lượng quân đội Ukraine, đặc biệt nhất là một trong tin vui của Hoa Kỳ đã thông báo là
Hoa Kỳ sẽ cho công ty sản xuất vũ khí cũng như sửa chữa máy bay không người lái, luôn cả máy bay chiến đấu, xe tăng, pháo binh và hệ thống Patriot cũng như luôn cả F-16 thì sẽ thành lập và sản xuất ở tại Ukraine trong vài tháng tới. Đó là theo tin tức từ Ngũ Giác Đài đã công bố. Thì đây cũng là một tin mừng cho Ukraine, tức là vũ khí của Ukraine không cần phải vận chuyển để đi sửa chữa, chẳng hạn phải trở về cho đến ở Đức hay là Romania, Ba Lan và lẫn cả Thụy Điển, mất một thời gian dài và tốn kém rất nhiều. Thì bây giờ Hoa Kỳ đã thống nhất cho tập đoàn sản xuất vũ khí để đặt những cơ sở ở tại Ukraine trong thời gian tới. Đó là một tin tức vui cho Ukraine trước tình cảnh hiện nay. Thì tình hình chiến sự đang diễn ra như thế này mà Nga đang rơi vào trong cái tình trạng khủng hoảng, thì chuyện gì đến đất nước Nga trong khi đất nước Nga đang rối beng tơi bời, nói về từ nội bộ lẫn cả xã hội và khủng bố ở bên trong. Nhiều tin tiết mà các báo chí bình luận cho rằng là Putin hết đường lựa chọn trong thời buổi hiện nay là về tội xâm lăng vào lãnh thổ đất nước của Ukraine. Putin phải trả một cái giá rất là đắt. Đó là tin tức đặc biệt về Ukraine trong 24 giờ. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình tại Nga. Nga hôm nay thì tuyên bố rất nhiều, nói rất nhiều. Tất cả về vấn đề là cuộc đàm phán. Có phải là Nga đang cạn kiệt hay không? Và tương lai sắp tới, đất nước Nga sẽ ra sao? Nhưng từ trước tới nay, theo những gì từ Nga đã tuyên bố, lúc nào cũng là đàm phán, đàm phán. Và họ không từ bỏ việc đàm phán đó. Nhưng bên cạnh đó, thì theo những gì mà Putin cũng như Lagos và lẫn cả ông Beko, Jimmy Medvedev đều lên tiếng một điều là quyền lợi về chính trị quân sự của Nga, đặc biệt nhất những vùng địa điểm mà Nga đang chiếm lấy hôm nay, chẳng hạn 4 tỉnh lỵ và luôn cả đảo Crimea, từ Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và tỉnh Kherson cũng như đảo Crimea. Đó là quyền lợi mà Nga hiện đang chiếm lấy, thì đó là lãnh thổ vùng đất của Nga, bắt buộc Tổng thống Zelensky ông phải ký kết đàm phán. Thì hiện nay nói đến một trong nhân vật đặc biệt nằm trong quốc hội của Nga là ông đại diện cho quốc hội. Ông lên tiếng yêu cầu Putin phải giải quyết cấp tốc về vấn đề việc đàm phán là giữa Ukraine cũng như luôn cả phương Tây. Không phải một mình phương Tây có thể giải quyết được, hay là một mình Ukraine có thể giải quyết được ở trên cuộc diện này. Nhưng với điều kiện là phải chấm dứt cuộc chiến tranh càng sớm càng tốt. Thì Putin trả lời gì nói với về ý tưởng cũng như luôn cả đề nghị và kêu gọi Putin hãy chấm dứt đàm phán, chấm dứt chiến tranh. Thì Putin nêu ra vấn đề, nói tình hình hiện nay là chúng tôi cũng muốn chấm dứt cuộc chiến tranh đó. Nhưng hiện tại là về Hoa Kỳ và NATO vẫn tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Nga, và NATO và Hoa Kỳ muốn chúng ta phải chiến đấu với người lính cuối cùng của Ukraine. Vì vậy cái giải pháp này chúng ta không có đường lựa chọn. Nhưng tại sao Putin lại chọn lựa chọn phải đi đến cái giải pháp với người lính cuối cùng của Ukraine? Vì Putin nếu như rút quân mắc cỡ, thua cuộc, thua một trận phải nói là tê tái. Vì vậy Putin không muốn tình hình đó, mà Putin muốn phải đạt được chiến thắng. Những gì mà Putin nêu ra, tất cả mục tiêu của Putin đều là nêu đến vấn đề cốt lõi lợi ích an ninh của Nga. Và tình hình hiện tại, như lời của quan chức của Nga đề cập đến vấn đề tương lai đất nước của Nga, nếu như cuộc chiến tranh kéo dài thời gian sắp tới thì đất nước Nga có thể chia 5-7 và thậm chí có thể rơi vào tình trạng tồi tệ của đất nước Nga, chẳng hạn như nền kinh tế. Hiện nay phương Tây đã cấm vận và ở các cách tàn khốc chưa từng có, và nền kinh tế đất nước Nga sẽ bị lệ thuộc vào Trung Quốc. Bên cạnh đó, hiện nay là luôn cả ga khí đốt phương Tây đã cấm vận, hầu như chặt đứt tất cả các con đường vận chuyển dầu hỏa, mà chúng ta đang rơi vào tình thế bất ổn này. Hiện nay thì theo lời của Putin nhận định cho rằng cái giải pháp hiện tại chúng ta cần phải nói chuyện là với Hoa Kỳ và phương Tây. Bên cạnh đó thì bắt đầu có một cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Bộ phòng
Hoa Kỳ và tân Bộ trưởng Bộ phòng của Nga lần đầu tiên. Chỉ như vậy là hầu như đã cắt đứt kể từ khi chiến sự nổ ra, và hơn một năm nay chưa bao giờ có một cuộc điện đàm nào. Thì hôm nay bắt đầu có cuộc điện đàm nêu ra tình hình và hai bên nối lại về sự ngoại giao mặt quân sự, đặc biệt nhất là tình hình chiến sự đang nóng bỏng ngày hôm nay có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh để tam thế chiến sử dụng bằng vũ khí hạt nhân. Thì theo lời của Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ, ông Lloyd Austin, ông cho biết, ông nói hiện nay chúng tôi rất quan ngân về vấn đề nối lại việc điện đàm với nhau, nhưng tình hình tôi nêu rõ về vấn đề là chiến sự hiện tại mà Bộ phòng của Nga tố cáo là Hoa Kỳ viện trợ hệ thống đạn chùm hỏa tiễn ATACMS đã tập kích vào đảo Kima thời gian vừa qua. Thì theo lời của Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ, ông Lloyd Austin, ông cho biết, ông nói đây là chúng tôi cho phép vì đây là mục tiêu của chúng tôi, tức là yêu cầu Nga phải rút quân. Cái giải pháp đó là phải trả lại lãnh thổ cho Ukraine để chúng ta ngồi vào cuộc đàm phán. Còn nếu như các ông cứ tiếp tục tấn công vào lãnh thổ đất nước Ukraine và muốn nuốt trọn Ukraine, điều này chúng tôi không cho phép. Giải pháp đó là cái giải pháp ôn hòa nhất, theo lời của Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ, ông Lỗ Tin, ông đã nêu ra. Thì phía Nga cho rằng hiện tại áp đặt cho chúng tôi một cái lệnh chẳng khác nào giống như một tối hậu tư. Điều này chúng tôi không chấp nhận, nhưng tình trạng hiện nay chúng tôi không muốn cái cuộc chiến này kéo dài. Cái giải pháp để chúng ta ngồi lại đàm phán, thì theo tiết lộ những tin tức đơn sơ mà giữa hai bên đàm thoại, thời gian thì không cho biết bao nhiêu, cũng như bên cạnh đó còn nhiều chi tiết, đặc biệt nhất là với công dân của Hoa Kỳ mà Nga đang bắt giữ hôm nay. Có phải đây là một cuộc trao đổi hay không? Vấn đề này chưa xác định vì Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ ông không nêu ra chi tiết. Còn riêng về Thứ trưởng Quốc phòng của Nga cũng như một trong Thứ trưởng Ngoại giao, ông Ryagin, ông cho biết, ông nói tình hình hiện tại giữa Nga và phương Tây sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh để tam thế chiến cận kề. Hai bên sẽ sử dụng bằng vũ khí hạt nhân, điều mà chúng tôi đang thấy rõ. Ông kêu gọi cả quốc tế hãy can thiệp về tình hình chiến sự này để chấm dứt cuộc chiến tranh càng sớm càng tốt. Miệng Nga thì lúc nào cũng kêu gọi, nào là chấm dứt chiến tranh, nào là phải ngừng đi cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nhưng ngược lại, Nga vẫn tiếp tục xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine. Họ không ngừng lại ở nơi đây, mà họ còn tiếp tục tấn công nhiều hơn nữa với những gì mưu đồ của họ. Bằng chứng cụ thể, hiện tại ngay bây giờ họ đang thành lập quân đoàn tổng hợp để bảo vệ ở khu vực từ miền Bắc và lẫn cả miền Đông Ukraine, với quân đoàn quân số trên dưới. Theo tin tức từ Ukraine đã nhận định cho rằng quân đoàn này có thể lên tới là 200.000 quân, mỗi một khu vực là 100.000 quân, và mục tiêu của họ vẫn muốn tấn công vào tỉnh Kharkov. Vì vậy là phía Nga đưa đi một chiều, và tin tức của Nga thật là tin tức rất độc hại. Tình hình hiện nay thì từ lời của ông Peskov và luôn cả Lavrov vẫn nêu ra vấn đề cuộc đàm phán. Nga sẵn sàng ngồi lại đàm phán, nhưng quyền lợi của Nga, đặc biệt nhất là chính trị, cũng như luôn cả địa chính trị mà quân của Nga hiện đang chiếm lấy Ukraine, đó là thuộc phần đất của Ukraine từ miền Bắc lẫn cả miền Đông và miền Nam của Ukraine và đảo Kima dân dân. Thì đường nào họ cũng muốn đàm phán, nhưng mà họ vẫn muốn là cướp lấy lãnh thổ đất nước Ukraine. Thì còn lại vấn đề Ukraine nói gì về việc đàm phán Nga đang nêu ra. Theo lời thư ký của Tổng thống Zelensky, ông cho biết nói việc Nga đang kêu gọi đàm phán, chúng tôi cũng muốn đàm phán điều đó. Không phải là chúng tôi từ chối đàm phán, nhưng sự yêu cầu của chúng tôi là Nga phải rút quân rời khỏi lãnh thổ đất nước Ukraine. Ngày nào quân của Nga còn trên lãnh thổ đất nước của chúng tôi, ngày đó chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu, và chiến đấu đến khi nào không còn một người lính Nga nào ở trên lãnh thổ đất nước của chúng tôi mới ngồi lại đàm phán.
nếu như Nga không rút quân. Tình hình hiện nay là Nga đang khơi mào vị để kêu gọi đàm phán. Tại sao Nga kêu gọi điều này? Thứ nhất, vì Nga đang cạn kiệt khí tài quân sự, tài chính và luôn cả kinh tế của Nga. Thứ hai, qua lời phát biểu của cựu Tổng thống Donald Trump, ông mới vừa nêu ra mới nhất, ông nói vấn đề, ông đã đặt ra vấn đề đàm phán. Và nếu như ông ở Nga là tái đắc cử vào tháng 11 tới đây, thì vấn đề đàm phán ông sẽ nêu rõ. Ông cũng nêu ra một vấn đề chi tiết về Nga. Nếu như Nga không chấp thuận đàm phán, thì ông sẽ tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Ukraine nhiều hơn nữa và những vũ khí tối tân. Vì vậy, có phải là Nga đang lợi dụng vào lời nói của cựu Tổng thống Donald Trump và cũng như giải quyết vấn đề 24 giờ đồng hồ, và Nga đang rất rút để làm việc đó? Nga vẫn tin tưởng rằng cựu Tổng thống Donald Trump, ông có thể giải quyết được và vẫn còn thân thiện với Nga, giống như thời gian trước kia mà đương nhiệm cựu Tổng thống Donald Trump, ông đã từng tuyên bố là với Putin. Nhưng thời gian đó là hết chính trị, là nên nhớ rằng lúc nào cũng thay đổi, lật như bàn tay, lúc gì lúc khác, lúc tốt thì nói chuyện tốt, lúc xấu nói chuyện xấu, vân vân. Nhiều tình tiết ở đất nước Nga đang diễn ra trong 24 giờ mà hầu như từ ở trong quốc hội của Nga và luôn cả cầm quyền của Putin đang lúng túng. Và trước tình cảnh tình hình chiến sự Ukraine chuẩn bị một đợt phản công tới đây, nếu như một đợt phản công tới đây, Nga bây giờ thì Nga đang phản công, nhưng những kho đạn đã bị hủy, xem như bị ùn tắc, và Nga phải cung cấp đạn dược thêm nữa một thời gian dài. Một thời gian dài đó để lấp đầy các kho khi bắt đầu phản công, kính thưa bạn, thì xem như cũng hơi xa xôi. Lúc đó Ukraine đã phản công, tấp nập và chi tiết khác về tình hình đất nước Nga. Chúng ta hãy chờ xem ở những ngày sắp tới Nga sẽ hành động như thế nào, cũng như cuộc đàm phán. Tình hình hiện nay đó là tin tức đặc biệt về Nga trong 24 giờ, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại châu Âu. Theo lời phát biểu của Tổng thống Macron Pháp, ông nêu ra vấn đề việc đàm phán. Ông sẵn sàng là Pháp sẽ làm nhịp cầu nối để đàm phán cùng với Nga. Nói đến chuyện này thì Tổng thống Macron, ông có hứng thú nhiều lắm. Vì trước kia ông đã từng nói chuyện với Putin, cũng như ông đã sang gặp Putin, ngồi với một chiếc bàn dài hơn 10 mét và mỗi người ngồi đầu bàn nói chuyện với nhau. Kính thưa bạn, nhưng không kết thúc đạt được vấn đề nào. Đến cuối cùng thì ra là cái hy vọng của Tổng thống Macron, ông không còn hy vọng nữa, mà bắt buộc ông phải ủng hộ Ukraine. Ông quay ngược thế cờ và ủng hộ vũ khí một cách tối đa, và luôn cả những tình hình chiến lược và vũ khí cho Ukraine, luôn cả là Miracle-Domin. Pháp cũng hỗ trợ cho Ukraine. Thì theo lời của Tổng thống Macron, ông nói ông sẵn sàng để mở ra một cuộc đàm phán và kêu gọi sự gặp mặt với chúng ta, chẳng hạn như Putin hay là đại diện cho đất nước Nga, để đàm phán chấm dứt cuộc chiến tranh ở tại Ukraine. Cái giải pháp, chúng tôi nhấn mạnh một điều, chúng tôi không bao giờ để cho Ukraine, Nga nuốt trọn. Theo lời của Tổng thống Macron, ông đã tuyên bố. Và giải pháp vấn đề đầu tiên với cuộc đàm phán, đó là quan trọng nhất, nhà máy hạt nhân lớn nhất ở châu Âu thuộc tỉnh Zaporizhzhia của Ukraine là phải trao trả lại cho Ukraine. Đây là giải pháp đầu tiên để ngồi vào cuộc đàm phán. Nếu như Nga không chấp thuận, thì điều này có nghĩa rằng Nga đã từ chối cuộc đàm phán đó. Với tình hình hiện nay, theo lời của Tổng thống Macron, ông đã nêu ra hầu như có nhiều chi tiết gắt mắt mà Nga phải dựng tóc gáy. Thì liền lúc này, ông Beckel nêu ra vấn đề và Nga sẵn sàng đàm phán. Điều đặc biệt không phải là bây giờ, mà là cũng như ở dưới quan chức của Nga có thể gặp gỡ cùng là với những phái đoàn để gặp gỡ Tổng thống Pháp, hay là các quốc gia khác cũng có thể để ngồi vào tìm phương hướng giải pháp đàm phán. Nhưng cuối cùng thì ông Beckel vẫn nêu ra vấn đề là về quyền lợi an ninh đất nước Nga, đó là dùng đếm 4 tỉnh lỵ Nga phải giữ lấy cũng như không. Kính thưa bạn, nói tới nói lui, họ vẫn là muốn xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine. Vì vậy, tình tiết ngày hôm nay về Nga đang thấy rõ là họ đang nghĩ rằng là khó khăn nhiều mặt, nên họ tìm phương hướng gỡ để đi vào cuộc đàm phán
sắp tới. Đó là tin tức đặc biệt về Nga cũng như luôn cả Tổng thống Macron. Và điều đặc biệt hơn, nói đến Ba Lan, tình hình hiện nay theo quân đội của Ba Lan đã cho biết là quân đội của Belarus đang có biến động và họ đang chuẩn bị một chuyện gì đó mà họ đang động binh. Vì vậy, lực lượng quân đội của Belarus hãy tăng cường ở biên giới và luôn cả ba quốc gia ở vùng Baltic đặt ở trong tình trạng báo động. Có phải là Nga chuẩn bị một cuộc tấn công vào ở khu vực của Ukraine thuộc tỉnh Bly hay những khu vực khác hay không? Điều này chưa xác định, nhưng dấu hiệu là lực lượng của Belarus đang động binh. Vì vậy là Ba Lan đang đặt ở trong tình trạng là căng thẳng và chiến đấu, là dùng lực lượng lên tăng để giữa biên giới hai bên trở thành một sự căng thẳng giống như cộng dây đàn. Và nó cũng có thể nổ ra sắp tới trong những ngày mà chúng ta khó biết được về tình hình ở châu Âu hôm nay. Hiện tại như các bạn đã biết là lực lượng quân đội của Liên minh NATO hiện đang dày đặc ở vùng biên giới của Nga. Thì Nga tin tưởng rằng là NATO không tấn công điều đó. Vì vậy, Nga rút quân đến 80% lực lượng từ ở các vùng biên giới, chẳng hạn như Phần Lan và Thụy Điển. Nhưng tình thế hiện nay, trong những ngày qua, Nga đã tấn công vào các phi trường của Ukraine. Đó là mục tiêu của Nga, đang khả nghi rằng máy bay F-16 từ NATO đã hỗ trợ cho Ukraine, đã về và có mặt ở Ukraine. Vì vậy, họ ra sức giờ tấn công cũng như phá hủy luôn cả cơ sở hạ tầng, đặc biệt nhất là điện lực. Mất đi điện lực thì Ukraine khó có thể vận hành trên mọi phương hướng, đặc biệt từ radar hay tất cả các hệ thống khác về điện tử mà để quan sát cũng như ra lệnh cho F-16 dần dần. Vì vậy, với những đài quan sát không có máy cũng như không có điện thì không làm được gì hết. Nga quyết tâm tập kích vào những phi trường của Ukraine thời gian gần đây nhiều nhất mà theo tin tức từ Ba Lan đã công bố. Thì nhìn qua hình ảnh vệ tinh chúng ta cũng thấy rõ điều đó. Với hình thức của Nga ở trong chiến lược của Nga hiện tại là Nga lo sợ rằng F-16 sẽ vượt trội luôn cả Su-34, Su-35 và lẫn cả Su-57 của Nga. Và vì vậy Nga quyết tâm để phá hủy những chiếc F-16 của Ukraine. Nhưng thời gian tới là thay đổi cục diện khác. Với tất cả những gì mà từ NATO đã thông báo là trên dưới 7 hệ thống lá trắng, Patriot và luôn cả NASAM Erik cũng như những hệ thống lá trắng từ Pháp và Anh Quốc hỗ trợ cho Ukraine để bảo vệ tất cả các hệ thống máy bay F-16 và cơ sở chỉ huy dân dân. Vì vậy là Nga khó có thể đạt được thành công ở những gì mà Nga đã tuyên bố hôm nay từ châu Âu đã lên tiếng. Thì hiện tại nói về máy bay F-16, theo tin tức đặc biệt là đầu tháng 7, Ukraine sẽ nhận F-16. Đó là theo tin tức nghĩa là bên lề mà chúng ta chưa biết rằng có đúng hay không. Vì đây chỉ là mới những cái tin tung ra là Ukraine sẽ nhận vào đầu tháng 7. Thì kính thưa các bạn, bây giờ đã là cuối tháng 6, cũng như tất cả các vũ khí ở từ Hoa Kỳ và lẫn cả châu Âu hầu như đã giao cho Ukraine đầy đủ. Chỉ còn lại là F-16. Và thời điểm đó, có phải là thời điểm Ukraine phản công hay không? Chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới là những ngày sôi động ở tình tiết ngày hôm nay giữa Nga và Ukraine với cuộc phản công mùa hè năm nay. Đó là tin tức đặc biệt về tình hình ở tại châu Âu trong 24 giờ. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở Trung Đông. Cục diện Trung Đông thì hãy nói là đang căng thẳng ở cách đáng sợ chưa từng có. Và cuộc chiến này có tránh khỏi hay không thì hiện nay chưa ai xác định được. Nhưng điều đặc biệt nhất là Hamas đang tố cáo là lực lượng quân đội của Do Thái đã không kích vào ngày hôm qua làm cho 10 người đã tử vong, là một trong thành viên của Hamas, là 10 ngàn gia đình của họ, 10 người đã chết tất cả, từ em bé, vợ con và những phần tử của Hamas đã có mặt ở trong gia đình này, 10 người ở miền Bắc của Gaza. Thì Hamas tố cáo là hành động đó là một hành động tàn ác sát nhân, đã giết nguyên vẹn một gia đình của thành viên Hamas, dân dân. Thì kính thưa bạn, nói đến chiến tranh giữa hai bên, lực lượng Hamas
thì đột nhiên đã tấn công vào đất nước Do Thái, làm cho hàng ngàn người đã chết. Và sự đáp trả của Do Thái thì người dân Palestine đã thiệt hại lên tới 37.000 người, là một trong con số khổng lồ. Nhưng hiện tại ngay bây giờ, chính là lực lượng Hamas, họ cũng chưa có hồi đầu. Họ cũng chưa thấy là cái đó là cái lỗi của họ, mà họ còn tiếp tục tấn công, cũng như cộng thêm họ kêu gọi đến lực lượng của Hezbollah, Houthi, diễu binh cách mạng để tham chiến và trả đũa tấn công lại Do Thái. Vì vậy, tình hình cuộc chiến này, và Hoa Kỳ cho rằng là cuộc chiến, họ nói là một cuộc chiến khó có thể diễn tả được.